Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người phát xít xeo rằng: Khốn cho các người, hỏi các kinh sư và người phát xít xeo đạo đức giả, các người nộp thuế tập phân về bạc hà thì là rau húng mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lệ luật là công lý, lòng nhân và thành tín các điều này vẫn cứ phải làm mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dần đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà, khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người pha xê siêu đạo đức giả. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ hỡi người pha ri xêu mù quáng kia hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã để bên ngoài cũng được sạch đó là lời chúa kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến bài tin mừng hôm nay chúa giê xu nói với những kinh sư và những người pha ri xêu là khốn cho các ngươi họ là những người đạo đức giả với những việc họ thường mắc phải. Coi trọng điều nhỏ nhặt như thuế tộc phân mà bỏ qua điều quan trọng như đức công bình, lòng nhân từ, lòng tin. Coi trọng hình thức bên ngoài như rửa, chén bát mà bỏ qua điều cốt tủy bên trong như rửa sạch tâm hồn mình đầy tham lam, nhờ bẩn. Ba nhân đức quan trọng trong lề luật mà Chúa Giêsu kể ra được mô tả khái quát như sau: Công bình là không trộm cắp của công và của riêng, không gian lận, vân vân. Lòng nhân không chửi rủa nhau lên án nhau, nói hành nói xấu, vân vân, lòng thành tín, không lường gạt, không giữ lời hứa, bất trung, bất tín, vân vân. Chúa Giêsu nói, Kinh sư và pha xê sêu Giả dạ hình ở chỗ họ đã chú trọng thuế thập phân về những loại rau như bạc hà thì là rau húng toàn thứ lặt vặt chứ không phải là thuế cho những sản phẩm lớn hơn như lúa gạo bắp khoai mì vân vân, mà những thứ lặt vặt này đáng lấy ra họ không cần phải đóng thuế nhưng họ lại rất nhiệt tình để chứng tỏ họ là người tuân dự lề luật họ làm như vậy là họ lừa dối cả thiên chúa và dân chúng trong khi đó họ lại bỏ qua những điều cốt yếu trong lề luật đức công bình lòng nhân từ và lòng thành tín đó chính là sự giả dạ hình của người Phát ri sêu và kinh sư đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia chúa giêsu đưa ra quan điểm của ngài đóng thuế cho đền thờ thuế tập phân là một điều tốt nên làm nhưng không được bỏ qua những điều cốt yếu trong lề luật tuân giữ cả hai thì mới chứng tỏ mình là người chu toàn lề luật đừng giả hình khi chỉ chú trọng vào những điều nhỏ nhặt cốt cho người ta thấy mà lại bỏ qua điều quan trọng không ít lần chúng ta cũng rất chú tâm đến việc nhỏ nhặt nhất là lo giữ luật chi ly chỉ chủ tâm qua việc ăn chay kiêng thịt mà chẳng quan tâm đến điều cốt yếu <laughs> trong đời sống đức tin là tin cậy vào chúa sống công bình và yêu mến tha nhân tội không hẳn là khi chúng ta làm điều xấu mà còn là khi chúng ta không làm việc tốt Hãy chú tâm sống điều cốt yếu của lề luật là tin cậy Thiên Chúa, sống công bình và yêu mến tha nhân. Chúa Giêsu không kết án các luật sĩ và biệt phái vì sự tuân giữ luật mô một cách tỉ mỉ, nhưng Ngài kết án vì thái độ không trung thực. Họ tuân giữ những điều hết sức nhỏ nhặt để tỏ ra mình sốt sáng đạo đức nhưng họ lại lội phạm những điều lớn về đức công bằng và tình yêu thương họ làm như thế chẳng khác nào lọc con muỗi ra ngoài nhưng lại nuốt trững con lạc đà nó còn nguy hiểm hơn cho nên chúng ta là những người con của Chúa ta hãy xin Thiên Chúa cho chúng ta có một đời sống đào thật thánh thiền mến Chúa yêu người lạy chúa xin chúa giúp chúng con luôn ý thức điều cốt yếu trong đời sống đạo đức là mến chúa yêu thương tha nhân xin cũng giúp chúng con luôn biết trang điểm cho tâm hồn mình bằng cách loại trừ những điều xấu và trang điểm những việc tốt amen